phải ông này không? Hơi nhóng á. Đi. Hey! 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 Ôi! Ôi! Nè, nè, nè. Mấy người tính làm gì? Làm gì? Tôi có vợ nha. Vợ đó. Luật sư. À. Chánh nghĩa. À. Đúng rồi. Đúng rồi. Không nói nhiều. Có việc quan trọng. Hả? Quan trọng. Chuyện này ảnh hưởng cả một cá nhân, một cá thể, một tương lai sự nghiệp, thậm chí cả một xã hội này luôn đó. Ừ. Nhưng mà đâu có ảnh hưởng gì đến tôi đâu. Vô. Ê, không có gì. Ê, mẹ đây vậy? Ê, trời ơi. Ê, cứu. Cứu. Người nhân viên làm gì? Tôi nói tôi có vỏ mà. Vỏ này không có tiền nhưng mà lấy đi. Không thèm. Ê. Dạ, em xin chào anh luật sư. Dạ, em xin lỗi anh luật sư. Dạ. Là sao? Dạ, chuyện là như vậy. Dạ, sao? Mày lại. Dạ, tụi em là con của ông Hai Lúa đó. Hả? Ờ, nói chung là không có làm gì để cho anh lo sợ đâu, yên tâm ha. Sợ muốn chết vậy thôi. Dạ, tụi em hơi đường bột chút xíu. Cái gì đường bột? Dạ, đường đột. Theo mà tình hình mà tôi thấy được tôi bị trong người trong cuộc như vậy á, là tôi thấy mà anh đang bắt cóc tôi. Và theo bộ luật hình sự điều 153. Anh luật sư. Dạ. Tại vì anh em của tụi em á, lo cái chuyện quan trọng này quá cho nên hơi nóng ruột, rồi làm luật sư hơi tổn hại tinh thần chút xíu, luật sư bỏ qua nha. Trời, ông chết luôn, hơi lo sợ gì. Dạ, không sao. Mà mấy anh là con Hai Lúa đúng không? Dạ. Nể tình thân chủ vì tôi bỏ qua cho đó. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn. Bây giờ. Dạ. Mà bây giờ mà anh muốn gì? Dạ, anh luật sư. Có phải tía em nhờ anh làm cái bản di chúc đúng không? Đúng rồi. Dạ. Tụi em muốn biết là trong bản di chúc đó tía em ghi gì vậy? Đúng rồi luật sư. Di chúc. Dạ. Biết. Dạ. Ông nói sớm. Quỷ sứ. Tao hết hồn nãy giờ. Dạ. Thì trong bản di chúc đó tí em ghi gì nói nghe chơi anh. Nói không được. Vậy mình nói không được thì mình ghi đi. Đúng rồi. Mà ghi cũng không được. Thôi bây giờ là cho nghĩa sơ sơ cũng được nữa. Ơi, đúng rồi. Mình nghĩa mà đơn giản thôi mà. Nhưng mà nghĩa cũng không được đâu. Ê, vô phải ê, nha. Gì vậy? Vô phải thôi nha ông luật sư. Ông đừng nghĩ nãy giờ tôi năn nỉ ông lên mặt nha. Cái gì cũng không là sao? Có đâu. Cái gì cũng không được. Nè. Tôi có vỏ nghe chưa? Tôi quất một đòn tôi cho ông nhiều như tương đó nghe. Biết chưa? Đến phút này rồi. Theo bộ luật hình sự, những người mà bắt cóc người khác là sẽ ở tù. Tào lao.